Đấy, vâng, xin chào các bạn. Hôm qua này rất lâu rồi mình quay trở lại làm video này, và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn một cái phần mềm rất là hay, phần mềm của Windows. Đấy, trong quá trình mà các bạn sử dụng làm công cụ làm việc thì mình thấy là cái đây là một cái phần mềm mà hỗ trợ các bạn rất là nhanh, rất là tiện lợi đấy, để có thể là xử lý cái công việc của mình. Đấy, đây là một phần mềm của Windows nhá, thì nó không liên quan đến AutoCAD nhiều lắm, nhưng mà trong quá trình mình làm công việc về về kiến trúc xây dựng như thế, thì làm ví dụ làm về đồ họa, làm AutoCAD các phần mềm 3D thì đây là một phần mềm Windows, nó hỗ trợ mình rất là tiện lợi đấy, thì nó kiểu như là kết hợp nó hỗ trợ mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn, bởi vì là có một vài bạn hỏi là trong quá trình mình thao tác với AutoCAD, mình có dẫn CAD ấy, thì nhiều bạn thấy bảo là mình dùng cái phần mềm gì mà lại có thể bật được nhiều tab thế, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn là cái phần mềm đó là phần mềm gì. Đấy, cách tải và cài đặt nó sẽ là như thế nào. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn nhé, chia sẻ cho bạn. Đấy, thì bạn có thể là nhìn vào phần mềm máy tính của mình đây. Đây, ở đây bạn thấy là mình mở một cái file duyệt tab lên đúng không ạ? Đây, mình mở full cho bạn lên. Đấy, đây là duyệt tab Windows bình thường, thì các bạn mà muốn mở thêm một cái tab mới là như thế này đúng không ạ, thì các bạn đấy, bạn kích này, và bình thường thì các bạn bấm thêm một cái file explorer mới thì nó sẽ hiển thị ra một cái tab thứ hai, chứ nó không được có được làm việc thêm trên cùng một cái thanh tab như này. Đấy, thế thì đây là một cái phần mềm, nó là một phần mềm của Trung Quốc, nguồn gốc của nó là của Trung Quốc, và mình phát hiện ra là có một vài ông anh sử dụng đấy, và mình cũng đã thử hỏi là thử tải về dùng nó như nào, và thấy rất là hay. Đấy, nó cũng trong quá trình khoảng 2 năm mình sử dụng rồi thì cũng không có một cái gọi là vấn đề gì ảnh hưởng bởi virus hay là những cái vấn đề khác liên quan mà ảnh hưởng đến máy tính của mình cả, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, các bạn thấy chức năng của nó là gì? Nó đưa tất cả những cái tab Windows này nó vào một thanh, các bạn thấy không ạ? Đấy, bạn có thể cộng giống như là các cái trình duyệt web vậy, rất là tiện. Này, ví dụ như là tab 1 các bạn có thể vào ổ D này. Đấy, tab 2 các bạn vẫn có thể mở được. Đấy, vào một số những cái khác. Đấy, ok không ạ? Đấy, tab 3 các bạn có thể đi đến mục download này, tab 4 bạn có thể desktop này, vân vân. Lúc nào cái file tab này nó nằm vỏn vẹn ở trên cùng một cái gì, một cái thanh này thôi, chứ không phải là nó là nhiều cái thanh rời rạc với nhau. Đấy, các bạn thấy là cái sự tiện lợi của nó là rất là hay ho đúng không ạ? Nó giống như một cái trình duyệt web thực thụ như này. Đấy, bọn tàu ấy, đây là một phần mềm xuất phát từ bọn tàu ấy, và nó cái gì nó nghĩ ra được, và mình thấy là đây là một cái ứng dụng rất hay và gần như bây giờ là không thể thiếu. Ngay cả máy tính hiện tại mình đang dùng cá nhân ở nhà của mình đây, mình cũng đã chia sẻ cho một số bạn bè khác, và máy tính ở trong công ty của mình làm ở nơi làm mình làm việc mình cũng đã cài và cho các mọi người cho các bạn bè ở công ty của mình dùng, nên rất là tiện. Làm thế không ạ? Đấy, mình mở, đây là một cái trình duyệt web đúng không? Firefox thì nó dựa trên cái tính năng giống như một cái trình duyệt web vậy. Đấy, nó các bạn có thể là kéo nhé, kéo di chuyển luân chuyển giữa các cái tab này rất là linh hoạt. Thứ hai, các bạn muốn tắt thì có thể bấm X ở đây, và nó muốn cộng thêm tab đúng không? Bạn muốn cộng thêm tab thì là cũng là bấm vào dấu cộng vào đây, nó bấm thêm tab cho chúng ta. Đấy, các bạn rất là linh hoạt mà không phải kiểu như là phải kéo dàn trang cái những cái tab đơn lẻ ở trên Windows này, bởi vì môi trường chúng ta có giới hạn mà chúng ta không thể làm ta dàn hết tất cả được, xem rất là khó khăn. Thế thì đây là một ứng dụng mà nó giải quyết được vấn đề này. Đấy, mình phải cho điểm ở điểm 10 luôn, điểm 10. Thế thì không để các bạn chờ lâu nữa, phần mềm này là phần mềm chúng ta dùng nó là như thế nào, cách tải ra sao, tên là gì. Đấy, thì mình sẽ để cái link tải ở dưới phần mô tả của video cho bạn đỡ phải tìm. Đấy, nhưng mà nếu bạn mà muốn lên mạng gõ search tên của nó, đấy, thì bạn có thể là lên trên mạng search này, đấy, gọi là download Clover. Đấy, tên nó là Clover 64 bit. Nếu bạn nào mà dùng máy 32 bit thì bạn phải gõ 3 bit, còn máy mình là 64 bit, Win 64 ấy, thì có thể dùng Win 64. Cái này mình chưa check thử xem là nó có hỗ trợ cái hệ điều hành Mac không. Đấy, các bạn có thể gõ vào đây, tải miễn phí này cũng được này.
đây tất cả những cái link tải này thì mình để bạn đỡ phải tìm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video, bạn chỉ việc bấm vào phần mô tả video là bạn có thể là tải được về rồi nhá. Làm theo hướng dẫn của mình như này đây. Đấy, ví dụ bạn bấm vào download đây. Đấy, link file này. Đấy, bạn bấm vào start này. Ok. Đấy, chờ. Quá trình tải đã hoàn tất. Mình mở ra. Tại đây thì máy mình cài đặt rồi nhưng mình sẽ hướng dẫn đến cái bước mà gần cài đặt được các bạn nhé. Mình chọn là chọn yes này. Đấy. Tại đây nó là đây là tiếng Trung. Tiếng Trung nhá, thì khi cài đặt các bạn sẽ mở thấy là nó đây là cái thư mục mà nó dẫn vào. Ở đây chờ bạn. Các bạn chờ mình một chút. À, đấy cái phần mềm mà nó sẽ cài nó nằm ở đây. Các bạn có thể thay đổi nhưng mà mình nghĩ nó cũng không cần nhất thiết phải thay đổi đâu. À, đây là cái nút mà tiếng tàu mình không dịch được đâu nhưng mà mình nghĩ nó là cái tiếng gọi là có chữ là ISO, nó kiểu mang tính chất tương đương là ISO cài đặt. Đấy, cài đặt. À, trong quá trình này thì tàu nó hay kiểu trong quá trình mà nó setup thì nó hay kiểu đá thêm một số cái phần mềm rác rác vào, ví dụ phần mềm antivirus rác rác của bọn tàu vào nên đây. Đây mình kinh nghiệm mình đã từng cài rồi, nó là hai cái này thì tốt nhất các bạn bỏ tích nó đi nhá, bỏ tích cho mình hai đi. Đấy, để tránh bị rác phần mềm, những cái phần mềm rác ở bên ngoài vào. Đây, x2 này đi. Đấy, các bạn bỏ tích đi nhá. Đấy, và sau đó các bạn ấn cài đặt. Và quá trình cài đặt nó sẽ là chạy đến 100% và nó sẽ hoàn tất. Bạn thấy không? Đó. Đó. Và các bạn bấm cái nút là nút này. Đấy, các bạn bấm cái nút này là hoàn tất cái quá trình cài đặt rồi. Đấy, thì nó sẽ hiện ra đúng chưa? Đấy, và cái biểu tượng logo ở bên dưới này nó sẽ làm cái hình cái lá này, cỏ ba kiểu như là cái gì lá hình như lá xanh xanh này. Đấy, thì nó sẽ thay cho cái biểu tượng là cái file này được chưa? Tự động nó sẽ nhận diện nó sang cái này. Đấy, và khi mà các bạn tắt đi các bạn mở là gì? muốn mở bạn kích vào file đó, còn kể cả bạn kích vào cái file vàng ở bên này thì cái file Explorer này thì lập tức nó cũng nhảy sang cái file này, bạn thấy không? Đấy, nó tự động nó liên kết với nhau. Đấy, và bây giờ các bạn có thể là trải nghiệm sự thú vị của cái phần mềm này. Đấy, và cái sự tiện lợi phần mềm này. Đấy, thì cách dùng nó đơn giản như vậy thôi, cũng không có gì là phức tạp đâu. Mình thấy rất nhiều điểm cộng trong cái này, chợ rất nhẹ nữa, không có nặng nề gì cả. Trong quá trình cài đặt các bạn nhớ là bỏ hai cái kiểm cài thêm những phần mềm phụ vào nhé, đỡ ra máy tính. Ok, vậy thì kết thúc video rồi. Này, mình cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Link tải mình nhắc lại một lần nữa là link tải cái phần mềm Clover này là các bạn sẽ download ở dưới phần mô tả video nhé. Đấy, một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã đón xem video này, và nếu như bạn nào mà thấy cái video này mình chia sẻ thực sự là hữu ích. Đấy, thì hãy để lại cho mình một like, một share cho video. Đấy. Và không quên là đăng ký kênh của mình nhá. Không quên là đăng ký kênh của mình Thuận Nguyễn Quang trên Q để có thể là đón nhận thêm những cái video mới hơn nữa. Đấy, thời gian tới mình sẽ làm thêm về AutoCAD và các phần mềm tương tự khác và Windows. Đấy, cảm ơn các bạn theo dõi. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhá, subscribe kênh của mình. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.